bác có nghĩ là Mỹ Ngọc á bị Thanh Vân xúi giục không? Con nghĩ như vậy hả? Bác nghĩ coi, không thể nào vô duyên vô cớ mà Mỹ Ngọc phản ứng gắt gao với cô Thu Lài như vậy được. Chắc chắn là Thanh Vân vì sợ mất việc làm tốt nên mới xúi giục Mỹ Ngọc. Bác nên xử vụ này phải dứt khoát thì mới tốt cho Mỹ Ngọc được đó bác. Nếu thật sự Thanh Vân làm chuyện đó, bác sẽ không đời nào cho phép nó ở gần Mỹ Ngọc. Cô ta lợi dụng sự ngây ngô của Mỹ Ngọc, lợi dụng tình cảm của Mỹ Ngọc mà mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Thật sự con nghĩ mà con thương cho Mỹ Ngọc quá bác à. Bác cảm ơn con vì đã lo cho Mỹ Ngọc, lo cho gia đình của bác. Nếu những gì con nghi ngờ là đúng, bác sẽ không để Thanh Vân tiếp tục ở lại nhà này. Dạ, bác đừng lo. Chỉ cần Thanh Vân đi khỏi, Mỹ Ngọc chắc chắn sẽ chấp nhận cô giáo Thu Lài thôi. Không lẽ không có Thanh Vân là Mỹ Ngọc nhà mình chết hay sao, đúng không bác? Hoa đẹp quá à. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.